tiêu chưa đến 300 ngàn nhưng mà rất là ngon. Hôm nay anh Giai sinh nhật mới dám tự tặng quà cho mình. Đây cho anh em xem nhé. Cái này nếu mà cắt lên đây sẽ đẹp hơn, ông thợ làm hơi ẩu nhưng mà nói chung vẫn dày dặn. Rất là dày dặn. Chúc là có hôn khói ra rồi. Anh Giai ở Hoàng Mai, Hà Nội hôm trước có hàng xóm, có nghĩa là hàng xóm cũng tập tiêu. Thế ông anh qua xem thấy ngon quá, hỏi mua ở đâu thì bạn ấy bảo mua trên Shopee, có 280.000 thôi. Và anh ấy hôm nay gọi điện cho mình đặt trực tiếp, ship hết 70.000 nhưng mà bảo đỡ phải đợi, đang nôn nóng. Bình thường bác ấy chỉ chơi tiêu ống nước thôi. Mình nghĩ cả nhà anh em mà lấy vợ xong mà mua cái tiêu cây sáo mà cũng hai vị vợ mắng thì cũng nghe có vẻ cũng hơi tội nhỉ. Mà anh Giai chơi tay trái mọi người nhé, đây tay trái, ba ngón dưới là trái, thuận trái này, ngón út bên tay trái này. Trái thì mình cũng không test được kỹ, mình test được quá quãng với các âm thôi chứ không test được ngon. Đó. Tiêu Shopee 280.000 anh em chơi nhé. Nói chung rất chúc các ngon, 1, 2, 3, 4, 5, 4, hơn 4 đốt. Có hun khói nhé, chút rất dày mà nặng. Trong thời. Ok anh em nhé, anh em cần thì mua trên Shopee. Mình có gắn link ở dưới rồi nhé.